quý vị, vài ngày qua, mạng xã hội tiếp tục xôn xao về việc người dân ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh được cho là may mắn trúng thưởng 12 vé độc đắc của công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Bởi trước đó 10 ngày, tức ngày 5 tháng 2, 3 người dân ở tỉnh này đã trúng thưởng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỷ đồng chưa trừ thuế của công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, một đại lý vé số ở huyện Tiểu Cần ngày 15 tháng 2 năm 2023 đã bán ra 12 vé số của xổ số kiến thiết Sóc Trăng có dãy số 511318 đã trúng giải đặc biệt trị giá tổng cộng 24 tỷ đồng chưa trừ thuế. Sau khi trúng thưởng, người phụ nữ chủ đại lý vé số chụp ảnh cùng 12 vé trúng giải đặc biệt đăng lên mạng xã hội Facebook. Sau đó, những hình ảnh này được chia sẻ chóng mặt trên các hội nhóm kèm những dòng trạng thái chúc mừng, xin vía may mắn. Song song với những lời chúc mừng thì cũng có không ít người bày tỏ sự nghi ngờ cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng cáo của các đại lý vé số để bán được nhiều vé hơn. Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với ông Lê Văn Khanh là chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng để làm rõ thông tin liên quan đến 12 vé số trúng giải. Ông Khanh xác nhận ngày 15 tháng 2 đúng là có 12 vé của công ty này trúng giải đặc biệt trị giá 24 tỷ đồng chưa trừ thuế. Ông Lê Văn Khanh khẳng định, giải đặc biệt của ngày 15 tháng 2 được phát hành tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Người dân đổi thưởng thông qua đại lý cấp 1 là 8 vé và đến đổi tại công ty là 4 vé. Công ty đã trả thưởng 12 vé đặc biệt này. Theo ông Khanh, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng vé số của công ty phát hành mỗi lần đều bán rất tốt, đạt gần 100% nên chắc chắn là trúng hết các giải. Trước đó, ngày 5 tháng 2 năm 2023, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt hình ảnh một người cầm 14 tờ vé số trúng độc đắc của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang có dãy số 654868, mở thưởng ngày rằm tháng Giêng, tức 5 tháng 2 năm 2023. Chủ đại lý vé số sau đó cũng đã xác nhận có chuyện bán được 14 tờ vé số may mắn. Người trúng số là 3 người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Để theo dõi những tin tức liên quan và cập nhật những thông tin mới nhất, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.